À, ok em, bây giờ thì Kha sẽ giao đồ cho anh Long. Nói chung là ở Bắc số 1 này thì nó cũng không có đồ gì nhiều em ơi. Tính ra anh Tùng hơn 40 combo xanh, chả có đồ gì. Và sẽ Kha sẽ cả tổng kho cho anh em xem. Đồ tầm trung á thì ở bên kho bên này cho anh em xem. Đây, bắt số 11 này thì đồ tầm trung bên này em ơi. Có nhiều đồ rất là khó chịu em ơi. Đó, cái này thì sinh lực cao được Kha lấy cho anh em đọc thôi. Rồi, cái vũ khí này khăn lôi 19 đó cũng chẳng thua. Rồi cái này sát thương 21 thì hạng con tóc, lúc này có cái chùy tóc thì lại không có sát thương, không có sốp luôn. Cái này thì rất đẹp ngoài lại không có tóc đó, bắt số 11 rất là bựa nè. Rồi khăn lôi 16, khăn độc không bằng chẳng làm chậm 20. Ba đồ tầm trung anh em ơi, sinh lực cao cho bang. Rồi, một đôi giày tóc làm chậm 40 dòng 2 không thua đó, chẳng dũng độc 20 2 40 120, 130 sinh lực lực đóng banh, 130 sinh lực cao, 130 sinh lực thì không banh, mấy không banh bỏ đi, 20, 30 không banh bỏ đi, còn không banh rồi này mà chọn dòng 1 không banh, không banh 20, 20 xấu á. Ba đồ này để cho nên nó xài cho 120 không banh, 120 sự nội lực rồi chọn có 10 điểm 11 điểm thấp quá. Rồi, 130 luôn. Rồi đó. Bên này tầm trung như vậy cho nè. Rồi bên này cho anh em xem thì có được một số đồ có thể bán ra tiền. Đó. Đây anh em. Đây anh em. Ngọc bội 540, sinh lực nó lực cái này bán được 5 đến 10 kim khoảng 300.000 đến 600.000. Rồi ngọc bội này cũng tầm giá đó luôn. Rồi ngọc bội này cũng tầm giá đó luôn. Đó, 5 đến 10 kim, server này nhiều rồi nè. Hiếm là hiếm mấy cái chón dòng 1 này mà hiếm nè. Nhưng mà khả ngưỡng tầm nhà đó thôi. Nhẫn này cũng được nè. Đó, chón dòng 1 luôn. Rồi, mình bánh 2, chắc là 1 đến 2 kim. Quá bèo. Hồi lúc này có nhẫn kháng băng 23, sinh lực 128, thì giống động 20, nỗ lực bán cho thằng em 1 kim luôn. Rồi, hôm nay của anh Long 540, sinh lực nỗ lực thằng pháp 16, chắc cũng tầm 5 đến 10 kim tầm đó nè. Rồi, kháng lôi 26, sinh lực nỗ lực. Rồi bây giờ nè, bắt số 11 này thì sự là về bờ thì cũng chưa về bờ lắm nè, chưa thấy cái nào mà siêu phẩm em ơi, toàn cứ vài kim thôi. Nói chung là lỗ, đỡ nói bắt này chắc lỗ, bắt này chắc lỗ không có lợi, đầu tư khá là nhiều mà toàn sida thôi. Ok anh em xem video đừng quên để lại cho Khảo lại cho sự ủng hộ cho anh em ơi, và tiếp theo sẽ đánh những bắt số 2, số 3, số 4 này nọ sẽ cố gắng đánh cho anh em xem nha. Rồi cảm ơn em rất nhiều, chúc anh em một ngày mới vui vẻ, bye bye.